Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Mỗi khi mình nói về kiến trong vườn, phải không các bạn? Thì là mình thường nghĩ coi có cách nào để mà diệt kiến hay không. Dân làm vườn thường là mình nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà mình đọc thêm về kiến đó các bạn, thì mình nhận ra là kiến là một cái mắt xích quan trọng trong cái toàn hệ sinh thái trong vườn. Vì là trước tiên, con kiến là một cái sinh vật rất là khỏe mạnh Có thể nói là lực lượng đó các bạn Nó có thể nó khiêng một cái vật gì đó mà nặng gấp 10 hoặc là hơn cái trọng lượng của nó Cho nên với những cái chân và những cái hàm răng cũng như là cái cơ thể khỏe mạnh như vậy Thì con kiến của mình nó giúp nó đào sới trong vườn Cho nên cái đất của mình nó thông thoáng, nó nhiều không khí hơn rồi là khi mà có một con vật gì đó chết thì các bạn thấy là kiến lập tức bu lại để mà phân hủy cái xác chết đó cho mình và hơn nữa kiến lại trở thành cái đồ ăn cho nhiều côn trùng cũng như là con vật khác bởi vậy nó là một cái mắt xích quan trọng và mình thì mình không muốn làm cho kiến trong vườn mình chết hết mình chỉ muốn đuổi nó đi để nó không lên cái cây trái cây của mình thôi các bạn vì con kiến thích lên cây trái cây là vì ở trên đó đó nó có con rệp nó ăn cái nhựa cây của mình và một trong những cái việc nó làm đó là những cái con rệp li ti đó nó thải ra một chất mật các bạn và cái chất mật đó thì kiến rất là mê kiến mê ngọt các bạn cho nên khi mà con rệp cũng như là con kiến chung sống với nhau thì nó là một cái sự cộng tác lâu đời rất thành công chỉ tội là nó có hại cho cái cây trái cây của mình vì là nó hút cái nhựa sống cũng như khi mà hai con đó nó xanh sống với nhau thì lâu ngày nó làm cho cái lá cây trái cây của mình nó bị quan lại và nếu mình không cẩn thận thì có thể cái ngọn cây của mình lâu ngày nó bị chết luôn các bạn hoặc là cả cây bầu cây mướp của mình cũng vậy nó bò lên mà nhiều quá thì nó cũng làm hại cây trồng cho mình cho nên hôm nay mình bàn về một vài cách để mà mình đuổi kiến đi chỗ khác chơi vẫn sống ở trong vườn làm việc cho mình nhưng mà đừng có đến những chỗ mình muốn nó đến các bạn ha. Vậy mình bắt đầu ngay nha. Cái điểm đầu tiên giúp mình đuổi kiến đó các bạn là mình phải hiểu là mỗi con kiến thì nó có hai cái cần anten giống như các bạn thấy không? Và trong cái thế giới côn trùng thì cái cần anten này nó là một cái bộ máy rất là hiện đại. Cho nên nó ngửi được nhiều mùi khác nhau. Cho nên cái phản ứng của kiến là rất nhanh khi mà thấy đồ ăn ở đâu á thì lập tức là đàn kiến bu đến để mà giúp ăn cũng như là phân hủy. Thì cái cần anten nhận mùi này cho kiến biết là có những mùi nó thích và có những mùi nó không thích. Vậy thì một trong những cái mùi mà nó không thích đó các bạn chính là cái mùi cà phê của mình, cái xác cà phê đó. Cho nên bây giờ mình xuống gốc rồi mình rải xác cà phê ra ha. Thì đây là cái xác cà phê đó các bạn, mình thấy cái mùi thơm nhưng mà đối với kiến thì nó là cái mùi nó không thích. Cho nên cái việc trước tiên mình có thể làm để đuổi kiến đó là mình rắc một mớ cái xác cà phê chung quanh cái gốc của cái cây mình đang muốn bảo vệ các bạn. Thì khi nó thấy cái mùi này đó thì dần dần nó sẽ bỏ đi chỗ khác chơi vì là nó không thấy cái mùi này. Cái cách thứ hai mà mình đuổi kiến và diệt kiến đó các bạn là mình dùng cái bột nó gọi là diatomaceous earth. Thì cái bột này gọi tắt là DE nó như thế này các bạn là khi mà các bạn nhìn thấy một chú kiến như thế này thì thật ra cái cái bộ xương nó cũng là cái vỏ luôn cho nên nó được gọi là exoskeleton có nghĩa là có cái bộ xương mà nằm bên ngoài và cái bộ xương nằm bên ngoài này á, thì nó có cái tính chất là nó có một chút dầu ở trên cái làn da cho nên khi mình dùng cái bột diatomaceous earth á, thì cái bột đó thật ra nó là một dạng bột, nhưng mà nó có những cái viên nhỏ li ti và sắc bén, sắc cạnh đó các bạn. Thì khi cái bột mà những cái thứ sắc cạnh đó nó dính vào cái làn da của con kiến của mình đó, với cái một chút cái oil, tức là cái dầu đó đó thì là nó dần dần nó sẽ làm cho cái làn làn da của con kiến này nó bị nứt các bạn. Cho nên khi mà nó bị nứt ra như vậy ở nhiều chỗ trên cơ thể của nó đó thì dần dần con kiến của mình nó bị mất nước. Hơn nữa cái bột đó nó cũng hút nước con kiến của mình luôn. Cho nên con kiến của mình sẽ bị sụp đổ, mất nước và chỉ trong vòng từ 16 tới 24 tiếng thì là nó chết đó các bạn. Vậy thì cái bột DI này đó các bạn, nó là một khoáng chất xảy ra trong thiên nhiên cho nên nó không có hại gì cho cây trồng của mình chỉ khi mà mình rắc giống như các bạn thấy đây này thì các bạn thấy không đây nó là một cái dạng bột cho nên nó có thể có hại cho phổi của mình vì là trong này nó có cái chất silica cho nên khi mà mình rắc cái bột này chung quanh cái cây trồng của mình để mà kiến nó không có tới đó các bạn hoặc là khi mà tới thì nó bị chấn thương và nó chết thì mình phải đeo khẩu trang để mình bảo vệ cái lá phổi của mình nha các bạn. Đó, cho nên hậu có thể hậu rắc như thế này chung quanh cái cây trái cây của mình hoặc là chung quanh cái gốc cây bầu, cây mướp đó các bạn. Thì như vậy là kiến nó sẽ không có đến vì là những cái côn trùng sâu bọ nó khôn lắm. Cái gì mà nó không có tốt cho nó đó thì là tự động nó biết để mà nó tránh ra đó các bạn. Nó không có đến đó nữa. Cho nên mình rắc chung quanh cái gốc cây luôn để mình bảo vệ cái cây của mình. Tuy nhiên khi mình rác như thế này thì các bạn thấy không? Là những ngày trời nắng như thế này thì không sao. Nhưng mà khi mà mưa đó các bạn, thì là nước mưa có thể nó cuốn cái bột này của mình đi. Cho nên nếu mà các bạn đang là trong cái thời gian mà bảo vệ cái cây trồng hoặc là bảo vệ trái cây đó, mà sau mỗi cơn mưa lớn đó, thì các bạn phải ra rồi mình rắc lại một chút để mình còn cái chết này chung quanh cái gốc nó các bạn ha. Cái cách thứ ba mình làm cho kiến không có lên cái cây trái cây của mình đó các bạn. Chính là mình phải hiểu cái con kiến là mỗi bên các bạn thấy không? Nó có ba cái chân. Cho nên hai bên là sáu cái chân. Và con kiến của mình thì không nhảy được. Cho nên chỉ có đi và bò lên thôi. Và khi nó bò như vậy thì nó không thích cái gì mà nó dính vào chân của nó dính vào chân là nó không lên được. Cho nên bây giờ cái cách thứ ba mà cái 3a đó là mình dùng cái băng keo đơn giản thôi các bạn ha. Tức là cái băng keo như thế này. Hậu sẽ cắt ra một đoạn rồi hậu sẽ cuốn chung quanh cái thân cây mà cuốn ngược để cho cái bên dính thì nó nằm ra bên ngoài. Cho nên hậu sẽ dùng một cái đoạn băng keo ngắn khoảng cỡ bằng này thôi không cần không cần dài lắm các bạn ha. Đó. Không biết các bạn thấy không? Nó trong cho nên thành ra hơi khó nhìn. Bây giờ hậu sẽ cố gắng để hậu cuốn vô cái thân cây này mà cuốn ngược. Tức là cái bên mà nó dính là ra ngoài nha các bạn. Thì khi mà hậu cuốn vào như vậy đó các bạn thấy không? Bây giờ chú kiến của mình nếu mà đi qua đây các bạn thấy con kiến này nó đang xuống không? Nhưng mà nó khôn lắm. Nó đụng vào một cái là nó thấy cái gì không ổn là nó đi ngược lên và nó không đi xuống được nữa vì là cái băng keo của mình sẽ dính chân nó. Tuy nhiên, với những cây mà có cái mặt nó tương đối nhẵn thì mình làm như vậy được. Còn với cái cây mà nó sần sù quá thì cách này không có hiệu nghiệm vì là con kiến nó có thể dựa vào những cái vết sần sù đó nó bò xuống dưới cái băng keo của mình. Cho nên trong cái mục thứ ba này thì mình có cái 3B thì nó an toàn và nó chắc chắn hơn, cho nên bây giờ mình qua phần đó ngay nha. Cái cách cuối cùng này cũng là cái cách hiệu nghiệm nhất nè các bạn, là hậu đang cầm trong tay cái nó gọi là flagging tape. Thì cái ý tưởng là mình dùng một cái thứ băng keo gì đó mà nó không có không có keo nha các bạn. Nó chỉ là một cái thứ giống như là thép mà nó giãn ra vậy đó. Thì là mình sẽ cuốn chung quanh cái gốc cây Xong rồi là mình dùng một cái sản phẩm gọi là Tangle Food Tức là đã có lâu đời rồi Thì mình quét lên trên bên ngoài cái cái băng keo này Thì như vậy là kiến nó sẽ không qua được Và cái lợi điểm của việc dùng cái này Là cho dù cái thân của cái cây của mình gồ ghề cỡ nào Thì vì cái này nó giãn đó các bạn Cho nên là nó sẽ siết vào Và nó không có chỗ hở để mà kiến có thể chui qua và hơn nữa mình không sợ làm hại cái cây của mình vì cái băng keo này nó giãn đó các bạn. Cho nên các bạn có thể dùng cái flagging tape hoặc là cái garden stretch tape giống như hôm bữa hậu dùng đó. Thì cái kia thì cái bản nó nhỏ thì mình quấn nó lâu hơn. Còn cái này cái bản nó bự và nó giãn nhiều cho nên nó dễ hơn. Cho nên hậu sẽ lấy ra một đoạn dài dài đó các bạn. Cỡ này. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà hậu kéo ra thì nó đứt ra. Cho nên bây giờ mình quấn vô các bạn ha trước tiên thì mình chọn một cái chỗ nó cách mặt đất khoảng chừng một đoạn để cho cái mục đích là để cho đất nó không có bắn lên đó các bạn xong rồi là mình cố gắng mình quấn chung quanh thì cái vòng đầu tiên đó là mình quấn ngay trên cái, cái vòng cũ luôn xong rồi họ mới bắt đầu họ quấn ngược lên cứ mỗi lần thì lên một tí dần dần lên các bạn ha Và cuối cùng nữa các bạn Thì cái vòng cuối cùng thì mình đưa cái này lên trên Xong rồi mình móc nó xuống dưới đây Và mình kéo nó xuống Thì các bạn thấy không? Nó siết lại này Nó siết lại Mình siết cho nó thật là chắc vô Xong rồi là mình lấy cái tay mình kéo mạnh Thì nó nó đứt ra như thế này luôn Cho nên dùng cái flagging thép Nó có cái lợi điểm là như vậy Mình cuốn được từ dưới lên trên và nó dính vào cái thân cây sát nút luôn. Nó không còn chỗ nào để mà kiến có thể chui xuống dưới được nữa. Tiếp theo là mình dùng cái sản phẩm nó gọi là Tree Tangle Food đó các bạn. Thì các bạn thấy không, cái sản phẩm này nó gọi là Insect Barrier, có nghĩa là ngăn ngừa côn trùng để mà nó không có bò lên được đó. Cho nên bây giờ họ sẽ mở ra và quét vô nha thì hậu dùng một cái cọ đó các bạn xong rồi là mình quét vô chung quanh cái băng keo xanh mà mình vừa mới dán vô đây này thì hậu sẽ quét chung quanh nhưng mà không có quét vào cái cây của mình nha các bạn mình chỉ quét vào cái băng keo xanh này mà thôi và lên gần tới trên cũng như là gần xuống dưới mình sẽ quét chung quanh cái băng keo xanh này luôn không có chỗ nào còn trống thì như vậy là kiến không thể nào mà bò lên được nữa các bạn ạ cả phía sau cũng vậy. Mình quét cẩn thận lên cái băng keo xanh nhưng mà không có quét xuống cái vỏ cây nha các bạn. Vì cái chết này mà nó đụng vào cây thì có thể là nó không có tốt cho cái cây của mình đó các bạn. Cho nên là nó chỉ dính vào cái băng keo thôi và như vậy là kiến không có thể nào mà bò lên được. Một khi mình bảo vệ cái cây của mình xong rồi đó các bạn thì hai việc cuối cùng mình cần làm thứ nhất là mình phải kiểm tra xem coi những cái cầu nào mà con kiến có thể lên được ngoài cái thân cây như các bạn thấy không một khi mà họ dán băng keo cũng như là quẹt cái tangle food rồi thì con kiến của mình nó rất là thông minh nó chuyển qua một cái đường khác này các bạn nó thông minh lắm cho nên cái đây là những cái cầu còn lại và mình phải cắt bỏ những cái cầu còn lại đó đi đây là những cái dây mà họ dùng cho cái cây nó đứng thẳng đó các bạn nhưng mà sau hơn một năm rồi thì mình không có cần nó nữa. Cái bộ rễ cũng như cái cây của mình nó đã vững rồi. Cho nên bây giờ nó trở thành những cái cầu cho con kiến. Thì mình cắt đi. Và như vậy là mình loại bỏ những cái cầu còn lại. Đó. Vậy thì bây giờ cái cây của mình chỉ còn một cách duy nhất để lên là cái gốc thôi. Mà khi lên thì nó đụng vào đây. Cho nên nó không thể nào lên tiếp được các bạn nha. Còn cái việc cuối cùng mình cần làm là mình kéo những cái ngọn cây mà đã bị kiến cũng như những con rầy tấn công đó Thì bây giờ mình chỉ đơn giản xịt nước đi thôi Nhưng mà khi xịt nước thì cẩn thận để mình hướng nó ra ngoài nha các bạn Mình xịt nước rồi mình rửa những cái lá đó đi Những cái lá non này vậy chứ mà hậu thấy nó dài lắm các bạn Mình có thể mình xịt nước khá mạnh mà nó không sao đâu các bạn ạ Xong rồi nó sẽ đứng thẳng lên như bình thường Và nó chỉ khác là bây giờ là không còn rầy cũng như là không còn kiến nữa các bạn ạ. Thì mình rửa nó thật sạch đi cả phía dưới và phía trên của những cái lá luôn. Đó. Chỉ sau khi xịt vài giây thì các bạn thấy không là nó đã sạch sẽ rồi này. Đó, nó không còn rầy còn kiến gì nữa. Thế là mình thả ra và nó bắt đầu nó nó lên và từ bây giờ trở đi thì nó được bảo vệ và xanh tốt. Sau khi mình rửa những ngọn cây đó các bạn thì là còn một vài chú kiến còn lại trên cây nhưng mà bây giờ nguồn đồ ăn thì đã hết mà đi vòng xuống cũng không được. Cho nên khi không có đồ ăn thì mấy chú kiến nhà mình chỉ sống được vài ngày nữa thì nó sẽ chết các bạn ạ. Cho nên hậu chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã ghé kênh Vườn Hạ Ngâu và xem cái video ngày hôm nay. Hậu mến chúc cho mọi người làm vườn thật là thành công và không có kiến trên cái cây trái cây cũng như là cây bầu, cây mướp của mình. Vậy trước khi chia tay hậu sẽ kể câu chuyện ngắn cho các bạn nghe ha thì nói đến kiến là một cái con côn trùng cắt cớ nên hậu kể cho các bạn nghe câu chuyện nàng dâu cắt cớ thế có cô kia cố xinh đẹp giỏi giang lắm nhưng mà tính tình cắt cớ cho nên lấy được anh chồng và sống chung với chồng và mẹ chồng vậy thì một hôm anh chàng ra làm vườn giống như hậu thế này mang vào được vài quả mướp cũng như là vài cái ngọn mồng tơi cho nên cô ấy nấu ăn và cả nhà ăn tối thì đều khen là canh ngọt quá chắc là đất tốt cho nên cây ngọt. Vậy thì ăn xong á, lúc mà rảnh rỗi thì cố ấy mất, bắt đầu cố ấy nổi cái máu các cớ của cố lên. Cố mới hỏi về này. Anh ơi, nếu em và mẹ mà té xuống nước thì anh cứu ai? Anh chàng khổ sở, đầu óc thì yêu hòa bình, yêu nhân loại. Cho nên là anh ấy nói chứ. Nếu mà mẹ với em mà rơi xuống nước thì anh cũng đâu có biết bơi đâu mà anh cứu ai. Cho nên khi mà trả lời xong. Á, thì anh nhìn mẹ nhìn vợ. Thì thấy bà mẹ có vẻ khó chịu. Bà đẩy cái ghế nhẹ. Rồi lặng lẽ bước vào phòng luôn, Không ra nữa. Sáng sớm ngày hôm sau. Bà nói với anh liền. Hôm nay đi làm về 5 giờ rưỡi. Con phải chở mẹ đi tập bơi. Tại vì mẹ không muốn con cái cảnh khó xử đó nữa. Cho nên anh bảo. Mẹ vợ con nó cắt cớ vậy thôi chứ đâu có phải là gì nghiêm trọng đâu mà mẹ phải tập bơi nó bảo không ta phải tập bơi vậy là hàng ngày ánh chở bà mẹ ra tập bơi và bà này rất là cố gắng ở cái tuổi bảy mươi mấy rồi nhưng mà cố gắng rất là cố gắng không ai bằng ba tháng sau thôi thì bà trở thành master bơi rất là giỏi bơi xoải bơi ngửa không bơi nằm không thôi cũng nổi Vậy thì một hôm đó, anh chàng này lại ra ngoài vườn và mang vô được một trái bí thái cũng như là vài quả dưa leo. Như vậy, vợ lại nấu ăn và cả nhà ăn ngon miệng. Ăn xong rảnh rỗi. Cái lúc rảnh rỗi là cái lúc gây sự, phải không các bạn? Cô lại hỏi, hôm bữa em hỏi anh rồi, mẹ và em mà té xuống nước thì anh cứu ai? Anh chàng lại khổ sở trả lời, thôi bây giờ mẹ biết bơi rồi cho nên mẹ cứu em. Chứ đâu liên can gì đến anh. Cô con dâu đã được cứu rồi nhưng mà vẫn không chịu thua cuộc, cố gằn giọng. Em và mẹ rơi xuống nước và anh cũng nhảy xuống nước luôn. Là trong nước ba người thì anh cứu ai? Cái lúc đó anh chẳng hết đường binh cho nên phải nói ra sự thật đau lòng. Mẹ anh thì biết bơi, hai vợ chồng mình thì không biết bơi. Mà anh là con của mẹ Cho nên là mẹ phải cứu anh thôi Cô còn giàu tức quá Đẩy cái ghế ra mạnh một cái Đi thẳng vào phòng Và nói to vọng lại Ăn ở với người ta mấy năm rồi Mà không cứu người ta Ngày mai em cũng đi tập bơi với mẹ